Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vui sao ánh đào sáng ngời, lời kinh của Phật đời đời ngát hương, pháp âm vi diệu là thường, đưa người qua khỏi đau thương cuộc đời. Vào giờ phút này, tiếp theo chương trình là Chư Tôn Đức Đoàn Giảng Sư ban lời đạo từ. Trước và trên hết, chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Pháp Chất Đệ Nhất Chứng Minh là vị tôn túc ban đạo từ đầu tiên thành tâm được cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Pháp Chất, Viện Chủ Thiền Viện Nguyên Thủy, bậc tôn túc trưởng lão, Đệ Nhất Chứng Minh, trong buổi lễ hôm nay, kính bạch Chư Tôn Đức trưởng lão Thượng Tọa Tuệ Dũng, trụ trì chùa Tứ Phương Tăng Sa Trạch Bình Long, kính bạch Thượng Tọa Thích Tinh Thuệ, nghiên cứu sinh tiến sĩ Học viện Cao cấp Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch Thượng Tọa Phước Định, trụ trì Viện Chủ chùa Bát Chánh Đạo, kính bạch Đại Đức Bình An, trưởng ban điều hành, thành viên ban quản trị Tổ đình Bửu Quang thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đạo tràng Giác Bảo Hoa chúng ta làm lễ bế mạc và chúc mừng Chư Tôn Đức Tăng trong đoàn giảng sư, và suốt một năm qua đạo tràng đã được học tập và nghe pháp từ đoàn giảng sư. Bữa hôm nay là buổi lễ tổng kết. Bản chất của việc học tập chính là việc chúng ta học cách lắng nghe. Gia đình mà xào xáo, cơ quan không thuận hòa, do chúng ta không học cách lắng nghe. Lắng nghe chính là một trong những phương pháp tu học của Phật giáo. Lắng nghe là gì? Lắng nghe chính là một trạng thái của tâm thức, đưa sự chú ý vào lỗ tai để tiếp thu lượng thông tin từ người đối diện qua cái âm thanh và tiếp thu từ lỗ tai và ánh mắt. Trạng thái tâm lý này chính là biểu hiện cho ba trạng thái tâm thức bên trong của một con người. Đó là biết cách lắng nghe với lòng chân thành và sự kiên nhẫn. Đây chính là ba trạng thái của người học tập đạt đến cái ngưỡng của thành công. Trong cuộc sống, trong một cái sự kiện học tập và trong đời sống gia đình hàng ngày, trong cơ quan xí nghiệp và trong gia đình vợ chồng, luôn luôn con người chúng ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe là một trạng thái của tinh thần, đưa tâm vào lỗ tai, vào đôi mắt để tiếp thu thông tin từ đối tượng với trạng thái chân thành, kiên nhẫn. Với ba cái yếu tố này giúp cho đời sống chúng ta dễ dàng tiếp thu được thông tin, và sự tiếp thu này thay đổi được thể trạng và thực trạng của chúng ta. Một người vợ giận hờn nghe người chồng giải thích lý do và phân trần chính là trạng thái lắng nghe, kiên nhẫn, có lòng chân thành để nghe lời phân trần của người chồng. Nhờ vậy xây dựng được hạnh phúc gia đình. Người học trò lắng nghe lời dạy từ vị thầy cô của mình, bài giảng từ vị thầy cô của mình,
từ trạng thái chân thành và kiên nhẫn thì sẽ tiếp thu được bài học, nội dung bài học một cách cao nhất. Trong cơ quan xí nghiệp, người công nhân lắng nghe một cách chân thành, kiên nhẫn sự phổ biến thông tin của người lãnh đạo, của ban giám đốc công ty, của giám đốc điều hành, của tổ trưởng tổ của mình. Tức là chúng ta tiếp thu được thông tin. Nhờ tiếp thu được thông tin, chúng ta thay đổi được trạng thái tâm lý của mình. Nhờ tiếp thu được thông tin, những gì chúng ta đang thắc mắc, những gì mà chúng ta chưa thông, sau khi tiếp thu được thông tin từ những cái người lãnh đạo thì chúng ta thông hiểu được cái thông tin đó. Mà khi tâm chúng ta đã thông rồi thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng. Do đó, khi chúng ta đến chùa nghe vị thầy thuyết pháp thì chúng ta hãy kính cẩn, chân thành, lắng nghe bằng ánh mắt, bằng lòng kiên nhẫn từ nơi vị thầy của mình, thì chúng ta sẽ tiếp thu được một lượng thông tin hết sức là bổ ích, dồi dào, giúp cho chúng ta thay đổi được thể trạng tâm lý đang buồn của mình. Sau khi nghe được bài pháp sẽ trở nên hết buồn. Sau khi nghe được bài pháp, chúng ta sẽ có được một lượng thông tin phù hợp với trạng thái kiên nhẫn lắng nghe của mình một cách chân thành. Sau khi tiếp thu được cái bài thuyết pháp đó, chúng ta sẽ nắm được cái nội dung giảng dạy từ vị thầy. Nếu chúng ta mà không có được những kỹ năng này, những phương pháp tu học này, thì cái khóa tu học và cái cuộc sống vợ chồng, cuộc sống sinh hoạt cộng đồng trong cơ quan, trong xí nghiệp, trong chùa, chúng ta sẽ hoàn toàn bị thất bại. Muốn thành công, chúng ta hãy học cách lắng nghe, học cách tiếp thụ thông tin một cách kiên nhẫn và chân thành. Chân thành đây là lấy lòng thành kính để lắng nghe. Kiên nhẫn để là nghe những điều dù là cho không đúng với mình, không đúng với thực trạng của mình đang xảy ra, nhưng vì lòng tôn trọng, chân thành, chúng ta kiên nhẫn lắng nghe. Sự kiên nhẫn này sẽ giúp cho chúng ta thấu hiểu nhiều hơn. Khi mà chúng ta biết cách lắng nghe, tức là biết cách thấu hiểu. Khi mà chúng ta thấu hiểu thì chúng ta sẽ có thông cảm. Khi có thông cảm, chúng ta sẽ có sự hiểu biết. Nhờ sự hiểu biết, thông cảm này, chúng ta xây dựng các mối quan hệ tin tưởng, bền chặt nhờ tương tác một cách tin cậy lẫn nhau. Do đó, cho nên muốn thành công trong đời sống, chúng ta học cách lắng nghe, tiếp thu thông tin một cách chân thành, kiên nhẫn. Như vậy, chân thành, kiên nhẫn chính là chiếc chìa khóa để chúng ta tiếp thu được thông tin một cách tốt đẹp nhất, giúp cho đời sống gia đình đang xào xáo trở nên có hạnh phúc, đang thiếu tin tưởng trở nên đầy tràn đầy tin tưởng, đang yếu ớt trở nên có sức mạnh. Trong cơ quan, chúng ta nghe lời lãnh đạo, nghe lời giám đốc điều hành, nghe lời vị tổ trưởng, nghe cái người mà đang điều hành mình một cách chân thành, tiếp thu thông tin, thực hiện ngay những cái yêu cầu thông tin đó, để chúng ta tương tác đến trong cái cộng đồng của mình, làm cho công việc nó trôi chảy, chính là chúng ta tạo được cho mình sự thành công và tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng, cơ quan, xí nghiệp của mình. Đây là một trong những kỹ năng mà người Phật tử, người công nhân, người vợ, người chồng hoặc bất kỳ một người nào đang tương tác trong cộng đồng, chúng ta nên học ba kỹ năng này. Đó là kỹ năng lắng nghe, kiên nhẫn với lòng chân thành để tiếp thu được tất cả và có thấu hiểu. Nhờ sự thấu hiểu này, chúng ta tạo được sự thông cảm, tạo được sự tin tưởng. Nơi nào có tin tưởng, nơi đó có niềm tin.
Nơi nào có niềm tin, nơi đó có phép màu. Nơi nào có phép màu, nơi đó có sức mạnh. Cuộc sống quý vị có cần sức mạnh không? Có cần phép màu không? Rất cần. Đang buồn chán gì đó, tự nhiên mình nghĩ đến mình cần phải đi chùa, nghe thuyết pháp, thắp nén nhang, cầu nguyện. Tự nhiên mình gặp được một cái luồng thông tin nào đó. Như chiều hôm nay, khi tôi ngồi ở tại thư viện, tôi đi tìm kiếm những cái tư liệu mà tôi đang cần cho cái chương trình nghiên cứu của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Thì tôi gặp lại một thanh niên, và sau khi trao đổi và em có thái độ thành kính lắng nghe, tôi chia sẻ với em vài cái thông tin. Và sau khi tiếp thu, em bày tỏ cái lòng hoan hỷ rằng là con đi nhiều chùa, con đi chùa rất là nhiều dịp. Hôm nay con cung kính với bạch sư là con được lắng nghe, con được nghe được một thông tin nó phù hợp với cái kiến thức của con. Con được nghe một thông tin mà nó giải tỏa được những cái trở ngại trong cái sự nhận thức của con. Và con được nghe được thông tin mà nó giúp con thay đổi sự cố chấp của con. Con nguyện với sư xin thay đổi và từ bỏ sự cố chấp của mình, để tạo cho gia đình của mình hạnh phúc hơn, để tạo cho cái nơi con làm việc á, mọi người thông cảm hơn với con, và để tạo cho cuộc sống của con á, không bởi nặng nề bởi trạng thái tâm lý của mình. Nhờ sư hướng dẫn, nhờ sư giải thích, nhờ sư phân tích mà con nghe được cái sự lợi ích này. Do đó cho nên chúng ta chỉ cần đi chùa thôi. Buồn bao nhiêu, buồn càng buồn càng đi chùa. Vui mình cũng đi chùa, buồn mình cũng đi chùa. Để chi? Để mình có thể tiếp nhận được những cái thông tin từ Ba Ngôi Tam Bảo, từ những người bạn đạo. Tại nơi đó cái nền văn hóa cực cao. Nền văn hóa chúng ta đang sống hàng ngày là nền văn hóa thế tục. Còn nền văn hóa ở trong chùa là nền văn hóa các bậc thánh. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong bài kinh Thánh Cầu đó là vị thánh đệ tử là bậc đa văn thường thích nghe, đi đến ý kiến các bậc thánh, lắng nghe pháp các bậc thánh, thực hành pháp các bậc thánh nên đắc chứng được pháp các bậc thánh. Vị đệ tử đa văn thích nghe thường đi đến thăm viếng các bậc chân nhân, lắng nghe pháp các bậc chân nhân, thực hiện pháp các bậc chân nhân và tu tập đắc chứng được pháp các bậc chân nhân. Và đây chính là dòng văn hóa các bậc thánh. Khi chúng ta vào trong Ba Ngôi Tam Bảo, vào trong chùa, chúng ta sẽ tiếp thụ được cái nền văn hóa các bậc thánh, cái lối suy nghĩ của bậc thánh. Đó chính là văn hóa bậc thánh. Văn hóa Phật giáo là gì? Văn hóa Phật giáo chính là nếp nghĩ, cách làm của một cộng đồng Phật tử. Ngay cả nhà sư cũng là một Phật tử, là con của Phật. Nếp nghĩ là gì? Là cái cách suy nghĩ như vậy đó. Cách làm là gì? Là làm như vậy đó. Làm như vậy là như thế nào? Là luôn luôn thực hiện những nghi lễ, luôn luôn là cứu giúp chúng sanh, luôn luôn là chia sẻ với cộng đồng của mình các giá trị của các bậc thánh. Đó là cách làm. Nếp nghĩ là gì? Là luôn luôn suy nghĩ cứu giúp chúng sanh, luôn luôn là tha thứ lỗi lầm, luôn luôn là bao dung tất cả những lỗi lầm, luôn luôn là chia sẻ các giá trị lợi ích, luôn luôn hướng dẫn người khác là biết tôn kính thờ phụng cha mẹ ông bà. Và cái cuối cùng rất là quan trọng là hướng dẫn và suy nghĩ giúp cho người khác cách suy nghĩ là tha thứ các lỗi lầm. Làm con người ai cũng có lỗi lầm, cho nên cái nhu cầu sám hối, cầu xin được tha thứ lỗi lầm là một nhu cầu ai cũng cần có. Khi chúng ta cầu xin được tha thứ chính là làm cho cõi lòng của mình nhẹ nhàng ra. Quý vị có lỗi lầm không? Có không? Ai còn lỗi lầm giơ tay lên. Tôi vẫn còn thấy nhiều bàn tay rụt rè lắm. Tôi giơ tay trước luôn. Tôi còn nhiều lỗi lầm. Người nào mà không giơ tay tức là người đó không có lỗi lầm phải không?
thì tiễn vong nhập Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn mới hết lỗi lầm, chứ còn sống là còn lỗi lầm. Cho nên ở đây mà ai không giơ tay thì xin tiễn vong. Do đó cho nên chúng ta là những người còn sống còn nhiều lỗi lầm, và chúng ta cầu gì xin gì? Cầu xin được tha thứ. Và chỉ những ai biết tha thứ, người đó mới thành công trong cuộc sống, mới nhẹ nhàng. Mà không phải là tha thứ cho người khác đâu, mà tha thứ cho chính mình. Vì chỉ những ai biết tha thứ những cho chính mình thì mới tha thứ được người khác. Còn mình cứ làm quan tòa của người khác thì cuộc đời này không có bến đổ và không có điểm dừng. Do đó cho nên tha thứ lỗi lầm ở đây chính là học cách tha thứ lỗi lầm cho chính mình. Cho nên bây giờ đọc theo sư nghe. Đệ tử chúng con thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm vô tình cố ý phạm đến Tam Bảo, cuối sinh Tam Bảo xá các lỗi lầm ấy cho con. Lại xuống một lại. Đệ tử chúng con thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm vô tình cố ý phạm đến chư thiên, phạm đến thầy tổ, phạm đến cha mẹ, phạm đến gia đình, phạm đến quyến thuộc, phạm đến chúng sinh, phạm đến tự thân. Hôm nay chúng con cầu xin tha thứ. Lại xuống một lại. Đệ tử chúng con thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm vô tình cố ý cưỡng bách chúng sinh làm theo ý mình, tạo nhiều ác nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp. Hôm nay chúng con thành tâm sám hối. Đệ tử chúng con thành tâm sám hối tự thân của mình trong thời gian qua cưỡng bách tự thân, cưỡng bách suy nghĩ làm theo tham sân si, tạo nhiều ác nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp. Hôm nay chúng con thành tâm sám hối tự thân của mình. Chúng con nơi đây cầu xin được tha thứ. Chúng con hôm nay thành tâm sám hối cầu xin được tha thứ. Chúng con hôm nay thành tâm sám hối cầu xin được tha thứ. Lại xuống ba lại. Một lại, hai lại, ba lại. Bài đạo từ đến đây cũng vừa đủ và chấm dứt. Quý vị có hiểu không? Ai không hiểu giơ tay lên. Mời sang năm tới đây nghe giảng tiếp. Bây giờ xin mời quý vị nghe một pháp sư khác thuyết giảng tiếp theo. Xin trân trọng kính mời. Chúng con kính tri ân trên Ngài Hòa Thượng. Để tiếp theo chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa Tây Dũng, chủ trì chùa Tứ Phương Tăng Bình Phước, từ bi ban đạo từ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị trưởng lão, kính bạch chư Đại Đức Tăng cùng toàn thể đạo tràng Giác Bảo Hoa. Dạ, hôm nay trong cái dịp tổng kết cuối năm, coi như là tất niên cho đạo tràng Giác Bảo Hoa sau một năm sinh hoạt Phật Pháp tại Tổ đình Vũ Quang, cũng như là riêng bản thân chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc đôi lần với đạo tràng tại đây cũng như tại công ty. Và dĩ nhiên là giờ này chúng ta nói một lời khen ngợi nhau thì nó cũng là thừa, nhưng mà cũng phải nói là bởi vì để có được đạo tràng này thì đây là một phúc duyên rất lớn, được sự nỗ lực và thiện tâm rất lớn của là trưởng đoàn, đó là cô Cúc, cũng như là ban trợ lý của công ty
để hỗ trợ cho các anh em công nhân chúng ta có. Ngoài cái việc sinh kế qua chén cơm manh áo, chúng ta còn có thêm một thức ăn nữa, đó là thức ăn về tinh thần, đó là thiện pháp mà các anh chị em công nhân trong công ty có cơ duyên để làm được. Xin thưa là không phải trên đất nước Việt Nam mình có nhiều công ty như thế này đâu thú vị. Chứ tin chắc là không quá 5 ngón tay đâu. Và đó là phúc duyên rất lớn, cho nên quý vị hãy trân trọng cái phước lành của mình. Dẫu quý vị đến đây bằng niềm tin, bằng sự tinh tấn, nỗ lực, tình nguyện, hay là do ban tổ chức quy định vân vân, lý do nào cũng được, miễn đến tới đây là đủ rồi, là đủ một cái duyên lành, là phúc lành cho mình, cho con cháu của mình sau này. Nay mai đây quý vị sẽ thấm dần đi và trở thành cái vốn sống cho mình. Và xin được tán thán cái sự nỗ lực của cô Cúc, của gia đình Giác Bổ Hoa, của công ty và của sự hỗ trợ của tất cả chư tăng để chúng ta có được một đạo tràng lớn, đạo tràng đẹp, đạo tràng tinh tấn như thế này. Sa thú lành. Bây giờ thì có cái này xin được tặng cho đạo tràng mình, sẽ cũng cố gắng trong vòng vài phút. Dạ. Cái bản này thì đúng ra là để tặng cho hồi sáng này đi dạy cái lớp luật chia sẻ trên thiền viện Phước Sơn, và Hòa Thượng Bố Chánh giao cho cái môn luật nó khó quá đi, rất là ngại, bởi vì Phật tử biết thì giảng giải về luật hay là học luật ai cũng ngán, nói tới luật là cấm bên đây, ngăn bên kia, không được cái này, không được cái nọ, rất là ngại đúng không? Bây giờ có một buổi mà nói về luật không bảo đảm đạo tràng này ít người lắm. Dạ, nhưng mà hôm nay muốn chia sẻ với quý vị một góc nhìn khác. Tại vì chúng ta có cái câu này thấy hay là thay đổi thái độ, thay thái độ đổi cuộc đời. Vấn đề không phải là giới luật, mà vấn đề là cách nhìn chúng ta về giới luật. Không phải là vấn đề luật pháp của một đất nước, mà cách nhìn chúng ta về đất nước của mình, về cái điều pháp luật đó. Thì cái câu thư pháp thế này, sư đi Vũng Tàu thấy ta viết đẹp, sư nhờ ta viết giùm. Giới luật để bảo vệ người trì luật. Thường thường chúng ta nói tới ngũ giới là 5 giới cấm của người Phật tử. Theo suy nghĩ thì không nên dùng từ giới cấm, mà đó là 5 nền tảng đạo đức, 5 nền tảng nhân cách của một người con Phật. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ rằng giới luật là để ngăn cấm, thì như vậy Đức Phật không đẹp rồi. Đức Phật vì lòng từ bi, Ngài thấy được điều nguy hiểm trước mắt, nên xảy ra điều gì Ngài ban hành giới luật điều đó để bảo vệ đệ tử của mình. Giới luật là để bảo vệ hàng đệ tử của mình đừng rơi vào vùng ác đạo. Đeo cái giới sắc sanh là không muốn học trò đệ tử của mình đời sau phải chết yểu, đời sau phải chết non, phải tật bệnh và đưa vào đọa xứ. Như vậy thì tương tự như vậy, mong rằng là các Phật tử chúng ta nên có một góc nhìn mới hơn, cũng là cái điều giới đó, nhưng mà trở thành con người có nhân cách, có đạo đức, được mọi người tôn quý, là nhờ người đó không có lòng sát hại, nhờ người đó có uy tín, không nói hai lời, không có đâm chọc, không có nói dốc, nói dối, lường gạt, đúng không quý vị? Và cái người đó không từng ăn cắp, ăn trộm, có lòng chín chắn, chính trực như vậy, thì tại sao không được gọi là nhân cách đạo đức? Mà nếu chúng ta nói không dám quy y, sợ quy y giới luật nhiều quá, giữ không nổi. Nên nhớ rằng tất cả giới luật mà Đức Phật ban hành là nhằm bảo vệ học trò của mình đừng rơi vào 4 đường ác đạo, đừng rơi vào cái lĩnh vực xấu, đừng rơi vào ác bất thiện pháp, đúng không quý vị? Bảo vệ mình giống như quý vị chăn em bé, giữ em bé. Chúng ta có những bờ rào, chúng ta có những sợi dây cột, là em bé thì cảm thấy như sao? Bị ràng buộc, không được đi chơi. Nhưng mà trong khi đó ba mẹ là bảo vệ cháu đừng có bò ra khỏi chỗ này rớt xuống. Cánh cửa 9 giờ đóng cửa lại không phải vì làm mất tự do của con. Nhưng mà đứa nhỏ thì nó nói là nó mất tự do, nó bị nhốt tù khi 9 giờ tối. Nhưng cha mẹ thấy ngoài 9 giờ tối đoạn đường của mình rất nguy hiểm, nên muốn bảo vệ đứa con mình trong vùng an toàn, nên đi chơi 9 giờ phải về. Như vậy cũng là con số 9 giờ, cũng là cánh cửa đó. Nhưng một người thì nghĩ rằng đây là cánh cửa lao tù, đây là cánh cửa mất tự do. Còn bên ba mẹ thì nghĩ rằng đó là cánh cửa để bảo vệ con mình trong vùng an toàn nhất. Lên chiếc xe hơi, bấm nút xuống thò đầu ra ngoài, tài xế không cho, luật pháp giao thông không cho. Không phải vì không muốn cho đứa bé tự do, mà vì thò đầu ra ngoài thì sao? Nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng của đứa bé, nguy hiểm đến tài xế, và còn liên lụy đến bao người xung quanh. Cũng vậy, giáo luật của Đức Phật là ban ra không phải để cấm học trò của mình. Vì sao? Đức Phật này đâu có bắt ai tới đây tu. Tất cả chúng ta tình nguyện, dù là cư sĩ hay xuất gia. Cho nên chúng ta đã tình nguyện đến thì chúng ta hãy khéo tác ý, khéo suy nghĩ, đổi góc nhìn đi thưa quý vị. Tất cả luật lệ giao thông, pháp luật của nhà nước cũng để bảo vệ con người. Nhưng vì con người chúng ta thích tự do, thích phóng túng, thích hành động theo tham sân si, thương thì chiều mà ghét thì đánh.
Cho nên giới luật hay là pháp luật ban hành ra để giữ gìn lại, bảo vệ con người trong vùng an toàn, chúng ta không nói những trường hợp ngoại lệ. Như vậy thì tóm lại hôm nay cũng muốn chia sẻ một cái góc nhìn không phải là mới đâu, nhưng mà sự thật là như vậy đó. Là giáo pháp của Đức Phật giới luật rất là nhiều. Người cư sĩ chúng ta có năm giới, tức là năm bờ rào bảo vệ mình trong vùng an toàn của thiện pháp, không rơi vào bốn đường ác đạo. Đức Phật Ngài cũng không muốn đệ tử của Ngài đời sau phải sanh ra xấu xí, cho nên bớt nói dối nói dóc lại, đời sau được trường thọ, được tốt đẹp nên bớt sát sanh lại, đời sau không bị cướp bóc, không bị trộm giật, không bị tán gia bại sản, không bị vì thiên tai lũ lụt, cho nên đừng có ăn cắp, phải làm chân chính nghề nghiệp của mình, vân vân. Tất cả những điều đó, nếu như chúng ta nhìn ở góc độ chúng ta được bảo vệ bằng giới luật, bằng pháp luật, lúc đó chúng ta sẽ thấy là hạnh phúc. Càng hiểu giới luật chừng nào chúng ta càng hạnh phúc chừng đó, bởi vì đây là những vùng nguy hiểm và không an toàn cho mình. Đối với chư tăng cũng thế thôi. Nếu chúng ta nhìn ở góc độ này, chúng ta sẽ cảm thấy mình được an toàn nhiều lắm, và không còn phải sợ phải học giới luật nữa. Chúng ta không còn phải sợ khi nói điều răn đe, điều này nên, điều này không nên. Giống như tâm trạng của một người cha, người mẹ khi mà dạy dỗ đứa con mình nhiều quá, khi tuổi chưa trưởng thành thì con nó sẽ rất là sợ, bởi vì quá nhiều điều ngăn cấm. Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta hiểu ra được thì đó là những điều mà cha mẹ lo xa cho mình, nghĩ xa cho mình. Cái vùng này biển tại sao cấm có 5 mét mà chỗ kia ra tới 10 mét? Là bởi vì chúng ta không thấy được bên bờ kia ngoài 5 mét, đó là vực thẳm, là cơn lốc xoáy nằm dưới lòng cát. Đó là nơi nguy hiểm. Thật ra những tuổi trẻ trâu thì cảm thấy tự tin và lôi ra khỏi những cái cột mốc của cờ đen đó thì lại gặp nguy hiểm. Cũng như thế, thì mong rằng hôm nay với thời lượng chưa tăng nhiều thì có đôi lời chia sẻ với đạo tràng Giác Bảo Hoa là hãy cố gắng, dù cho chúng ta tu ở cấp mức độ nào, 5 giới, 8 giới, 10 giới, 227 giới, v.v. thì chúng ta hãy có một cái nhìn tích cực hơn về con đường mình đi. Pháp luật của nhà nước ban hành cũng nhằm bảo vệ con người. Chúng ta đúng đường giao thông chẳng ai phạt chúng ta cả. Dĩ nhiên là mình trừ những trường hợp ngoại lệ nha quý vị. Cuộc đời này không bao giờ có dấu bằng hẳn hoi cho quý vị đâu. Đôi khi mình viết dấu bằng nhưng cũng công công đó. Và thực tự trên mặt đất này chúng ta không thể viết được dấu bằng, bởi vì dấu bằng đã kéo giáp dòng, nó cũng thành cái vòng tròn đường xích đạo giáp dòng trái đất, nó không thành dấu bằng được, đúng không? Đường xích đạo bây giờ chúng ta vẽ trên đường mặt đất nó là một cái gạch đó, nhưng mà cái đường nó kéo dài miết chắc chắn nó sẽ giáp lại, giáp vòng trái đất, nó là đường xích đạo của mình ấy. Cho nên trong tương đối nào đó thôi, thì mong rằng với niềm tin, với sự tinh tấn, sự nỗ lực của chư tăng tại chùa Bửu Quang hộ trì độ tổ chức cho đạo tràng cũng như là ban tổ chức có đường sinh hoạt gì là thật sự là đáng tán thán. Trong tất cả công ty, ban lãnh đạo của công ty cũng bị, vì quý vị đến đây là giờ cá nhân, nhưng là tổ chức của Giác Bảo Hóa mang tính cá nhân, nhưng quý vị là thành viên của công ty, thành ra cũng ảnh hưởng đến công ty nhiều, phước báo công ty cũng hưởng nhiều, đem về tới tận công ty để thuyết giảng là lại phúc lành cho công ty nữa. Gần như hồi xưa giờ chưa thấy, có một lần đi Hà Nội thấy có một công ty nhưng mà ít lắm, có khoảng 30-40 người thôi, nhưng mà không có thường xuyên lắm. Thôi thì kết thúc lại xin tán thán cái sự tinh tấn nỗ lực của ban tổ chức cũng như tất cả những thành viên, anh chị em công nhân, và cũng mong rằng tất cả chúng ta hãy thay thái độ, đổi cuộc đời, thay cách nhìn về pháp luật và giới luật, chúng ta sống được thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Xin mời cô Cúc đại diện cho đạo tràng tặng cô cái tấm này. Tri ân trên ngày thượng tòa đã từ bi ban đầu từ. Tiếp theo chúng con thành tâm được bái thỉnh đại đức Tinh Tề sẽ là vị ban đầu từ tiếp theo, thành kính được cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ nhị vị hòa thượng chứng minh, kính lễ thượng tọa Tị Dũng cùng chư tôn đức giảng sư, chư tôn đức tăng ở tại chùa Bổ Quang. Hôm nay rất hoan hỷ đó là được trở lại tham dự buổi lễ tổng kết của nhóm của đạo tràng Giác Bảo Hoa. Thì nhớ hôm trước là năm trước thì mình có khoảng chắc là khoảng 200 người tham dự, nhưng mà năm nay chắc đông hơn nhiều. Dạ. Thì khi mà thấy đạo tràng mà về tham dự đông như vậy, xưa nhớ lại ở trong kinh khi mỗi một lần bà đại tín nữ Visakha bà đi đến chùa thì thường đó là sẽ có 500 người cùng đi với bà. Dạ, 500 người cùng đi với bà. Dạ. Thì hôm nay thì trong đạo tràng thì có cô Nguyễn Thị Cúc với lại các anh em ở trong công ty
là những người trưởng nhóm mình đi đến chùa và đạo tràng của mình cùng đi đến là cũng khoảng 300 người. Như vậy chắc mình còn thiếu 200 người nữa. Thì hy vọng sang năm mình sẽ có được 500 người để giống như ở trong kinh. Và để Đức Minh Tấn cũng hỗ trợ, nếu mà đạo tràng được 500 người thì mình cũng có chỗ để cho đạo tràng tham dự. Dạ, xin tùy. Dạ. Rồi sư cũng tiếp lời ngài Hòa Thượng Đạo Từ lúc nãy nói là đạo tràng bên ngoài là đạo tràng thế tục, nhưng mà mình đi vào ở trong chùa đó là đạo tràng sinh hoạt theo văn hóa của Bậc Thánh, theo nề nếp của Bậc Thánh. Do đó là nếu mà chúng ta đi đến sinh hoạt ở trong một đạo tràng theo hành của Bậc Thánh, theo văn hóa của Bậc Thánh thì chúng ta phải có tài sản của Bậc Thánh. Dạ. Thì hôm nay chỉ nói phớt qua thôi, hẹn có một bài giảng nào đó sẽ nói về một tài sản của Bậc Thánh cho các Phật tử. Và trong các tài sản của Bậc Thánh đó, nghe cũng là một loại tài sản của Bậc Thánh mà ngài Hòa Thượng ngài nói lúc nãy. Nghe là tài sản của Bậc Thánh ở đây, đó là khi nào các Phật tử mình nghe xong, thí dụ hôm nay đi đến tham dự cái buổi tổng kết này, nghe xong về nhà cảm thấy là bỏ bớt đi những lo âu, những phiền muộn, những chấp chặt trước đây. Dạ. Thì chúng ta đang có được tài sản của Bậc Thánh. Dạ. Và thay vì ở trong công ty mỗi một lần cuối năm, nhất là người làm thư ký, thì họ thường hay gì? Tổng kết lại lời được bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, buôn bán được bao nhiêu, rồi chuẩn bị sản xuất thêm bao nhiêu. Ở trong nhà thì các tử, nhất là các tử mà công nhân viên nè, thì sau một năm tổng kết lại coi năm nay mình làm dư được bao nhiêu, có được bao nhiêu tiền, tổng kết lại như vậy. Thì thay vì mình tổng kết số tiền vật chất mà mình có được, thì hôm nay đó là cố gắng tổng kết lại tài sản của Bậc Thánh sau một năm đi chùa mình có được bao nhiêu. Dạ. Thí dụ như là tài sản của Bậc Thánh đó là niềm tin. Xem coi một năm qua đi đến chùa, đi đến sinh hoạt ở trong các đạo tràng như thế này, niềm tin của mình có được tăng trưởng hay không? Tức là đi đến đây là có tâm tự nguyện, hoan hỷ đi đến hay không? Hay là công ty bắt buộc phải đến cho nên cố gắng đi? Dạ, tức là xem lại coi một năm qua, so với buổi đầu tiên mình đi đến chùa để tham dự đạo tràng, sinh hoạt Phật Pháp, cho đến cuối năm nay, niềm tin của mình có được tăng trưởng hay không? Dạ. Rồi, ví dụ như là liên quan đến tài sản thứ hai, đó là liên quan đến giới, là nền tảng của đạo đức giúp cho người thực hành, đó là có được tăng trưởng về mặt sức khỏe, về mặt tuổi thọ chẳng hạn. Dạ. Thì xem coi trong năm giới mà mình thọ trì đó, sau một năm đi đến chùa, mình tự nguyện giữ giới được bao nhiêu, làm được bao nhiêu, thử cộng lại coi. Dạ. Thì đó là những tài sản của các Bậc Thánh mà mỗi một năm các Phật tử mình đi đến chùa mình tập cộng lại, thay vì mình cộng tiền thì giờ cộng các tài sản của Bậc Thánh. Dạ. Và có lại cho các Phật tử, đó là nếu mình có được tích lũy được càng nhiều tài sản của Bậc Thánh thì chúng ta mau tiến đến cái bước đường giải thoát và giúp mình tránh được sự sanh già bệnh chết. Dạ. Thì đó là đôi lời sư xin chia sẻ với đạo tràng trong buổi tổng kết cuối năm ngày hôm nay. Rồi kính chúc đạo tràng luôn có được sức khỏe, luôn cố gắng giữ vững được niềm tin nơi Tam Bảo, nỗ lực cùng với ban lãnh đạo của công ty vừa cố gắng làm việc nhưng mà cũng vừa cố gắng tích lũy công đức là tài sản của Bậc Thánh để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình ngay ở trong đời sống hiện tại và trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Đại Đức Tinh Tuệ Đà Từ Bi Ban Pháp Chủ. Tiếp theo chúng con thành tâm được bái thỉnh Đại Đức Phước Đình sẽ là vị ban lời đạo từ tiếp theo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ngưỡng bạch trên nhị vị hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn đức thượng tọa và chư đại đức tăng giảng sư đoàn
và chư tôn đức tăng chứng. Hôm nay trong không khí ấm áp và trang nghiêm, trọn vẹn niềm hoan hỷ, đạo tràng Giác Bảo Hoa tổ chức lễ tạ pháp và tất nhiên kết thúc một năm sinh hoạt Phật pháp tại tổ đình chùa Bửu Quang dưới sự hướng dẫn của trưởng đạo tràng là cô Nguyễn Thị Cúc và sự trợ duyên của chư tôn thiền tức tăng, nhất là thượng tọa Minh Tấn, trưởng ban quản lý tổ đình chùa Bửu Quang, đã tạo duyên lành để cho chúng ta gặp mặt hôm nay nhân dịp cuối năm. Kính thưa toàn thể quý vị, để tiếp cái ý của chư hòa thượng đã ban bố và cũng tiếp nối cái ý của chư vị giảng sư đã ban lời đạo từ, Phước Định xin có hai ý. Trong những tài sản tối thượng, hay còn gọi là tài sản bất hoại hay là tài sản của bậc thánh, trong đó có bảy loại. Phước Định nói đến hai loại tài sản trong đó mà nhiều người Phật tử trăn trở và có nhiều cái sự suy nghĩ cũng như câu hỏi được đặt ra. Khi có một thiền nam tử đến hỏi Đức Phật rằng là: Và bạch Đức Thế Tôn, tại sao người có người sanh ra thì giàu có, còn có người sanh ra thì nghèo khổ? Trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, bằng lòng từ bi Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời: nghèo khó là do không có bố thí. Và có nhiều người Phật tử lại thắc mắc, đặt ra câu hỏi là: như vậy thì liệu rằng phải là chúng ta đem tiền của thật nhiều để bố thí chăng? Xin thưa rằng chúng ta nên có một cái nhìn khác, một cái nhìn sâu hơn. Thật ra ý nghĩa trong cái thánh sản của tín giới tầm quý văn thí tuệ thì cái tài sản thứ sáu là sự bố thí này, đó chính là mình cho đi. Bố có nghĩa là rộng rãi, như là chữ bố cáo. Thí là cho đi, mà cho đi cái sự rộng rãi có nghĩa rằng là chúng ta cho đi và dẹp bỏ đi cái tâm bỏng sẻn và ích kỷ của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, trong những loại bố thí đó, việc chúng ta cho tiền của chỉ là một khía cạnh trong cái việc chúng ta bố thí cúng dường mà thôi. Bên cạnh đó, một người đang sụp đổ, đang thất bại trong cuộc đời, đang đau khổ, mình đưa một bàn tay để cho họ nắm, mình an ủi họ để cho họ khỏi đau khổ, khủng hoảng và chỉ cần ngồi yên đó thôi. Bằng một cái lời an ủi nhẹ nhàng: thôi được rồi, có chị ngồi đây, chỉ cần như vậy thôi đã đủ vượt qua được cái sự sợ hãi trong cái bão tố của cuộc đời. Như vậy đó chính là cái sự bố thí của sự không sợ hãi, được gọi là vô ý thí. Và ở một cái tầng nghĩa sâu hơn nữa, đó chính là chúng ta cho đi những cái lẽ xấu, những điều thiện và hướng đến cái sự giác ngộ tự tâm, thì đó chính là sự cho đi một cách trọn vẹn và sâu sắc trong tài sản tối thượng hay là tài sản của bậc thánh vậy. Chứ không có nghĩa rằng là nghèo khó do không bố thí. Nhưng giả dụ có những vị rất khó khăn thì làm sao chúng ta có thể có những tiền của thật nhiều để đem cho người khác? Và chúng ta phải hiểu được ra rằng là thật ra tâm của chúng ta do bỏng sẻn và ích kỷ, do chúng ta dính chặt quá vào cái chấp niệm, và hầu hết tất cả chúng ta những tiền bạc của cái tài sản có được thì 80% chúng ta không có xài được sau khi chết đi, chỉ xài được có 20% thôi. Thì như vậy thì cái tài sản đó là tài sản vay mượn,
chứ không phải là tài sản tối thượng, tài sản chúng ta có thể vĩnh cửu đối với cuộc đời chúng ta. Như vậy để tạo duyên lành thì chúng ta cần phải tạo duyên và hiểu được rằng chúng ta cho đi chính là cho đi cái sự san sẻ, cái sự thấu hiểu, cái sự cảm thông. Và trên hết đó chính là chúng ta cho đi những cái tình thương, sự hiểu biết và sống chánh hạnh trong lời Phật dạy. Đó là một trong những điều mà chúng ta đạt được và có thể làm bất kỳ lúc nào. Và chúng ta cho đi nụ cười, cho đi một hành động tử tế có thể xoa dịu đi được những nỗi đau của cuộc đời, thì đó là cho đi sự vô ý thí. Đó là một trong những điều mà Phước Định tặng, gửi tặng đến quý vị. Đó chính là tài sản tối thượng hay tài sản của Bậc Thánh mà chúng ta có thể thực hành mỗi ngày. Kính chúc quý vị hiểu rõ hơn về phép bố thí. Đó chính là tài sản tối thượng và tài sản của Bậc Thánh mà chúng ta có thể mang theo trong cuộc đời mình. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sa thu lành thay. Tiếp theo là vị ban đầu từ cuối cùng, chúng con thành tâm được cung thỉnh Đại Đức Minh Tấn, Phó Thư ký Chánh Văn Phòng Ban Quản trị Tổ đình Vũ Quang, thành tâm được cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch Ngài Hòa Thượng Pháp Chất, Ngài Hòa Thượng Giác Trí cùng Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng ở trong đoàn giảng sư cũng như Chư Tôn Đức Tăng tham dự trong cái lễ tổng kết và tri ân công đức của Chư Tôn Đức Giảng Sư của Đạo Tràng Giác Bảo Hoa năm 2023. Trước hết và trên hết thì xin tán dương công đức của Đạo Tràng Giác Bảo Hoa. Quý vị năm nay rất là giỏi, đó là một năm là có 12 tháng mà đạo tràng mình sinh hoạt được 14 kỳ. Quý vị có biết tại sao là có 14 kỳ sinh hoạt không? Một năm có 12 tháng mà đâu ra 14 kỳ? Đạo tràng mình thì mỗi một tháng là sinh hoạt một kỳ ở trong cái chủ nhật đầu tiên. Thì năm nay là tại vì nhuận 2 tháng 2 là một. Rồi thứ hai nữa là trong cái tháng 6 đó thì có tổ chức thêm một kỳ để tụng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, và có thỉnh Thượng Tọa Tị Dũng để thuyết giảng về ý nghĩa của bài kinh Chuyển Pháp Luân, quý vị còn nhớ không? Rồi còn hiểu Thượng Tọa Tị Dũng giảng cái gì không? Nay nếu không hiểu, nay có Thượng Tọa Tị Dũng ở đây hỏi luôn ha. Vì cho nên hôm nay thì đạo tràng của chúng ta rất là hoan hỷ được cung đón nhị vị hòa thượng về chứng minh và tham dự cũng như tán dương công đức đến đạo tràng của chúng ta. Và Ngài Hòa Thượng Giác Trí thì Ngài trụ trì chùa Hộ Pháp ở Vũng Tàu, và cũng lâu nay cũng chưa có dịp được cung thỉnh Ngài Hòa Thượng về đây để ban bố pháp cho đạo tràng chúng ta. Thì nếu được trong năm 2024 này thì chúng tôi sẽ sắp xếp để cung thỉnh Ngài Hòa Thượng về đây để ban bố cho đạo tràng chúng ta một thời giảng pháp. Và xin quý vị cho một lời sa thú đi. Sa thú lành thay. Kính thưa toàn thể đạo tràng, trong suốt một năm chúng ta đã về Tổ đình Vũ Quang để tham dự 14 kỳ sinh hoạt Phật Pháp. Thật là một điều rất đáng được tán thán cái sự tu học của quý vị. Mặc dù là ban ngày đi cài, rồi ngày Chủ Nhật thì được nghỉ, nhưng mà cũng vẫn được sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Cúc đã cùng nhau văn hội về chùa Vũ Quang cứ mỗi tháng một kỳ sinh hoạt như thế này. Nhưng hôm nay thì tất cả các bạn về đây rất là đông, đã ngồi luôn cả kính cái cây bồ đề ngoài kia. Thì cho nên thì rất là lấy làm hoan hỷ. Thì hy vọng là trong tương lai, nếu mà
chùa Bửu Quang, mà nếu mà có thực hiện xây dựng được cái ngôi chánh điện mới thì chúng ta sẽ có một cái nơi sinh hoạt rất là hoan hỷ, các bạn là có chỗ ngồi đầy đủ hết. Để tiếp lời Ngài Hòa Thượng Giác Chí, lúc đầu Ngài có chia sẻ với quý vị đó là trong cuộc sống, dù ở đâu, làm gì thì chúng ta phải luôn lắng nghe. Nhưng mà bây giờ mà lắng nghe thì phải thấu hiểu. Nghe mà không hiểu thì cũng thua. Hiểu thì mới có cái sự cảm thông, mới thương người ta được. Rồi mới bỏ qua được. Còn nếu mà hiểu mà lắng nghe mà không chịu hiểu thì không chịu bỏ qua. Thì thích đó là kiếm chuyện người ta. Không hiểu được cái sự việc thì chúng ta dễ là đi kiếm chuyện. Cho nên là mình học tu đó, thì đến đây chúng ta nghe Chư Tôn Đức giảng sư thuyết giảng, thì chúng ta nghe những lời dạy của Đức Phật, chúng ta cố gắng hiểu rồi đó nhớ, để chúng ta mang về chúng ta thực hành ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, để cho mình bớt đi cái nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời này. Mỗi người chúng ta thì ai cũng có nỗi khổ niềm đau hết, nhưng mỗi người phải tự biết hóa giải cho mình thông qua lời dạy của Đức Phật. Nương nhờ vào lời dạy của Đức Phật để chúng ta cố gắng. Thì do đó đó là mỗi người thì chúng ta phải tự tinh tấn hơn, tu tập nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta không có tinh tấn tu tập thì chúng ta lại tại sao người khác đi chùa thì người ta an lạc, hạnh phúc, còn mình cũng đi chùa mà sao mình về mình cũng vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau. Phiền não chồng, phiền não con, phiền não gia đình, phiền não công việc, vân vân. Thì do chúng ta không khéo tu. Thì cho nên thì chúng ta không khéo tu thì chúng ta cứ khổ đau hoài. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta ôn lại trong suốt 14 kỳ chúng ta về đây tu học Phật Pháp. Những gì chúng ta đã nghe rồi, đã hiểu rồi thì chúng ta hãy cố gắng áp dụng vào những cái gì mà chúng ta hiểu đó ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì để cho chúng ta giảm thiểu bớt những cái nỗi khổ niềm đau đó. Thì cho nên là nếu mà chẳng hạn giống như bây giờ ngày xưa mà chúng ta chưa đi chùa, chưa tu học á, thì ai mắng mình một câu á, mình nhớ hoài, mình ghim ở trong đầu của mình. Bây giờ người ta nói là con à, người ta mắng con một câu mà con nhớ hai ngày thì coi như là người ta mắng con hai ngày. Mà bây giờ nếu mà con nhớ cả năm thì coi như là người ta mắng con cả năm. Còn có nhiều người nói tôi chết tôi cũng không quên nữa. Tôi chết tôi cũng không quên nó mắng tôi nữa. Thì như vậy là người ta mắng con cả đời. Thì như vậy thì chúng ta đã tu rồi. Hồi nãy Hòa Thượng dạy quý vị làm sao? Hôm nay chúng con thành tâm sám hối, từ bi đệ tử chúng con thành tâm sám hối, từ bi tha thứ, đúng không? Quý vị muốn người ta tha thứ cho quý vị rồi, nhưng mà quý vị có tha thứ cho người khác không? Nếu ai đó lầm lỗi với mình qua tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cho nên quý vị nhớ là đôi khi cần biết dạy khờ để lòng thanh thản, một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chín bỏ làm mười, đôi khi quên rồi, quên rồi. Đó, vỗ tay đi. Nay có nhị vị hòa thượng ở đây nên khớp quá quên luôn. Cho nên là trong cuộc sống thì quý vị hãy cố gắng. Thì cho nên là đến đây thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhớ những lời dạy của Đức Phật để chúng ta áp dụng ở trong cuộc sống. Thì hôm nay nhân trong cái buổi lễ tổng kết cuối năm 2023 cũng như lễ tri ân công đức của Chư Tôn Đức Giảng Sư, thì sư có vài lời chia sẻ đến quý vị, kính chúc cho đạo tràng Giác Bảo Hoa trong năm 2024 sẽ tinh tấn hơn ở trong các cái thiện pháp cũng như tu và học. Và kính chúc quý vị luôn được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.